Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều ngày 18 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phóng viên về việc hiện nay có một số người tự xưng là nhân viên của cơ sở mai táng gợi ý với gia đình có người thân qua đời do Covid-19 nộp tiền để họ phối hợp với lực lượng quân sự đưa tro cốt về sớm nhất. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định không có chuyện phối hợp với cơ sở mai táng để nhận tiền của thân nhân người mất do Covid-19. Trước mất mát đau thương của người thân và gia đình có người mất do Covid-19, Bộ Tư lệnh Thành phố đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu giữ, quản lý, hỏa táng và vận chuyển tro cốt của người tử vong do Covid-19 về với gia đình. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Thành phố đánh giá đây là nghĩa cử cao đẹp đối với những người đã khuất và những người còn sống, xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Bộ Tư lệnh Thành phố chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo đúng các quy định, có những lúc số người tử vong cao nên thời gian xử lý hỏa tán chậm, nhưng hiện nay việc xử lý tương đối nhanh. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh khẳng định không có chuyện phối hợp với cơ sở mai táng nhận tiền của người thân để xử lý nhanh. Tất cả đều được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận, đối xử như người thân của mình. Không có chuyện phối hợp nâng giá, có gửi tiền cảm ơn cũng không nhận. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cũng chia sẻ khi người dân tiếp cận những thông tin như trên cần bình tĩnh tránh để người xấu lợi dụng hãy yên tâm ở nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bộ tư lệnh thành phố sẽ làm hết trách nhiệm của mình và mang tro cốt về với gia đình